I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello everybody, welcome to Health VKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một con game, đó là Raranet. Đó, đây, tên của em nó đây. Thì bây giờ mình sẽ vào game ha. Trước tiên đăng ký, hướng dẫn các bạn nè, Rector gì nè, đó. Rồi đăng ký thành công ha, bây giờ vào game nè. Bạn nếu mà thấy lắc quá thì chúng ta có thể thay cái IP lại ha. Rồi chọn nhân vật đại này đi. Đó, vào game là đó, thiên thạch rơi đó. Chấm nhau đứng nhìn đó, rồi chết hết. Xeo mi, ừ ok. Đang xài trên giả lập má ơi. Giết mày nè, đó. Hồi nãy quên để cái chế độ có mũi tên điều khiển cho nó dễ. Vậy là khó điều khiển rồi. Đó, chụp cuối nè, đó. Vô mày solo mày, đó. Mày hả bự, tao sợ mày hả. Dứt mình nè. Mày hả bự, mày hả bự. Tao sợ mày hả, sợ mày hả. Đó, mày hả bự. Ý, hay ghê quá, Ý, chết. Nó có người lại giúp tao rồi, đó. Mày xạo hả bự. Nó chỉ quay tay nè, đó, chết mày nè, đó, ừ, chết mày nè, đó, mập địch hả mày, ừ, đó. Bỏ ra phần này luôn. Ê, chụp cái hình gì kỳ vậy trời, chụp gì, chụp chứ, chụp lên thì chết rồi. Nhìn nét mặt nè, ý nó hỏi là tại sao lại chụp nó như vậy. Đâu đây có cái ghế cho mấy thằng này ngồi á. Gì được 1 triệu gold như vậy? À gold thôi, còn kim cương là chưa có. Get your world upside down. The labyrinth will guide you far away to
rồi mình sẽ góp phần để cái con này nó mau lên đường hơn ha. Đó. Thôi đứng đây đi. Để... hót ra hót ra. Rồi đi vô cái túi. Túi đâu rồi? Vậy sao ta hót không được? Ở đây là không kim cương 2m điểm gì ha, 2 triệu điểm với 180 triệu vàng dòng gì đó. Rồi ok, bây giờ mình hướng dẫn các bạn vào thâu luôn ha. Rồi ở đây chúng ta vào thâu nè. Đáng lý ra mình không có bung cái này ra đâu, mà tại vì mấy lần trước không bung thì nhiều bạn cứ inbox hỏi này hỏi kia, rồi nói chung là phiền phức quá. Thấy thôi mình share luôn. Đây chúng ta lấy cái ID. ID đâu rồi? Đây ID gì, ID 123 gì tào lao vậy? Ờ có phải ID của nó không đây? Du ID nè, chắc nó đó. Rồi lấy luôn đi, 123 gì? ID trò chơi 123. Phải không? Hay là nhiều khi là các bạn tự nhập nha. 123321. Rồi ở đây là số này đi, ít thôi. Chọn về đây. Tiền kinh nghiệm, kinh nghiệm đi. Thất bại lỗi vai trò. Đó, vậy là không phải. 123. Gửi thành công. Có thấy gì đâu. À đây nè, nó vào hư rồi nè. Đây, đây, đây. Đúng vậy là lấy ID nha các bạn. Đó, vậy là ID nha, lấy cái ID nha, chứ không phải là lấy mấy cái kia nha. Sao nó vẫn chưa lên cấp. Chắc là hót ra vào lại á. Đó, ừ đúng rồi đó, hót ra vào lại. Rồi để mình hót ra mình vào lại cả nha. Đây đang vào ao game nè. Update con này lâu lắm nha các bạn. Nhắc các bạn trước luôn để nhiều bạn nói là ủa sao em về tải mà không có cập nhật được. Tiếng là tiếng Anh nhưng server là server vẫn là Trung Quốc ha. Up time là gì? Hết thời gian đăng nhập à? Lao vậy? Thì chắc hồi nãy ăn kinh nghiệm hơi quá tay rồi. À, vô được rồi kìa. Ở nhân vật mới level 3 tào lao gì vậy? Vẫn có mặt nữa không? Tại sao lại chụp dưới quần tao chụp lên? Tại sao? Tại sao chụp dưới quần tao chụp lên? Tại sao? Mày nhìn cái gì dưới đó? Mày nhìn cái gì ở dưới đó? Ý nó nói vậy đó. Ôi trời ơi, vào game lâu vãi. Gì vậy? Sao đứng cứ ngắt đây vậy? Bà nó pin có nè. Trời ơi, pin có chút xíu rồi má ơi. Để ra file IP lại cái. Rồi bây giờ nó mượt hơn rồi nè. Sau khi mình file IP thì bây giờ nó đã mượt hơn rồi. Mặc dù chỉ có một chấm tiếp tục. Tao lại điên tao ăn nữa.
nhiều quá không ta? Nhiều quá hơi thâu lại, không ít thôi. Thì này thâu 1.000 thôi, 10.000 thôi, 10.000 thôi, thâu thâu thử. Nó gửi thành công kiểm tra mail. Ok. Ừ, thâu ít gì nó lên nè các bạn. Thâu thử cái này coi. Đó, lên luôn. Đù. Vậy là hồi nãy do là mạng yếu các bạn ơi. Rồi, tiếp tục. Đứng rồi. Á, à, ăn nhiều quá. Bội thực tiếp tục. Tào lao rồi, tào lao rồi. Ăn nhiều quá văng ra ngoài luôn má ơi. Đó, lên level 38 rồi. Thâu được nha. Rất là mượt. Mấy ngày nay mình không dám xe con này rồi. Tại vì mình sợ nó bị hư. Giờ thâu kim cương đi. Thâu ít thôi, đang thông phải không? Thâu nhiêu đây. Đó, gửi thư thành công. Thâu kim cương, lấy kim cương, úp đồ, đồ này nọ. Đây kim cương nè. 10 mét à, 10 triệu à, bây giờ đi lên mua đủ thứ hết nè, 20 à, nó tới 130 nó max cấp hơn các bạn. Thì mình có nên chơi lớn không? Để các bạn có nên chơi lớn không? Chơi luôn đúng không? Ok. Chơi là phải chơi cho tới chứ. Đây là 10 triệu đúng không? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 10 triệu. Ok. Là 100 triệu nè. 1 tỷ nè. Dứt. Một tỷ nè. Đứng luôn nè. Ủa đâu rồi? 1 tỷ nó không lên các bạn ơi. Bỏ bớt một chút không? Vâng, không lên luôn, không lên luôn. Tiếp tục. Ít thôi, 99. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ok. Vẫn không lên. Chỉ 10 triệu thôi. Giờ sao nó hết lên rồi ta? Nó không lên nữa. Chắc nó phát hiện ra chúng ta đang bịp nó rồi. Rồi có kim cương rồi, có level rồi. Gì vậy? Bấm vào đây. Đi tìm kiếm nâng đồ này nọ coi. Mua nè. Kim cương nhiều mà dứt thôi. Không có đủ bon này nọ là sao? Để thâu hết mấy cái điểm này coi. Gì kinh nghiệm kỹ năng. Một. Rồi thể lực 1. Rồi đồng xu rồng 1. Kinh nghiệm ban hội 1. Kim cương 1. Điểm 1. Rồi đồng xu nhóm 1. Kỹ năng quân sự có luôn hả? Giá trị không thu hả?
Cái này là do mình dịch bằng ấy nha. Đó, trở về bản gốc là nó như vậy nha các bạn. Đó, mình đang xài cấp gì Google Chrome ba lời rồi. Ok, thì hoàn điểm kỹ năng thể lực rồi. Bây giờ hót ra vào lại nè, có ăn được không? Nãy giờ bị mít mấy cái à. Ok ok, nhận được rồi ha, nhận được lại rồi. Event nè, event gì vậy? Event chảy hội hả? Online nhận quà nè, đó, đấu Athena nè, vui nè, ở Việt Nam không kìa. Rồi ở đây là mail, mail móc gì đây nè, shop, shop, home shop. Điểm này chưa có. Ồ, cái này có nè ta. Hồi nãy mới thâu một mớ nè. Rương bọng gì đây, quá trời. Shop con vịt, con vịt là không có đồ. Ok, con bèn gì đó không có luôn. Con ngựa, con rồng chứ. Ui, con sói nữa nè. Tàu, chó ba đầu nữa chứ. Tàu lao thì có hai con chim cởi cái ấy đây nè. Ồ, có ý gì đây, Lamborghini à. Ông này xe cổ, xe cổ, xe này cổ thiệt rồi các bạn ơi. Coi nè, nó chạy mà tao nói khói nó ra nó giúp sắp giúp sắp như nổ vậy đó. Đây, từng lọc của ông già Noel đó. Con này chắc già lắm rồi á, nhìn mặt nè. Trời ơi, nó lắc đầu, nó nói không, tao không chạy nữa đâu, tao không chạy nữa đâu, không không, đừng có cột tao vô đây đó. Tâm trạng của em đó, cao chín đùi. Trời trời trời, có bí ngô nữa hả? Ồ, con ngựa. Trời ơi, xe này xe để rước hoa nè, đó, rước cô dâu và chú rể. Rồi, trả cho em nó chiếc thuyền về với vũ trụ của em nó luôn. Ô, con này nhìn mặt ngầu vãi, đó. Nhưng mà vẫn không biết làm sao để coi được nó. Tại sao có tiền lại không mua được cái gì hết vậy? Đu, siêu xe thể thao. Đó, chiếc xe đồ chơi hồi nhỏ. Đó, có luôn chiếc Vespa nè. Đó, nhìn xịn tin vãi. Bản này nó cập nhật nhiều hơn nha các bạn, nhìn đẹp hơn nè. Chơi nhớ giữ gìn cái game nha các bạn. Còn là mấy ông vô auto không banh luôn con game. Ôi trời ơi, nhìn con heo nè, ui rồi. Nhìn dễ thương quá. Ở đây còn nhiều món lắm, trời ơi quá trời luôn nè. Ở đây có con heo nữa nè. Rồi hết rồi. Rồi, bao nhiêu đó các bạn tự tìm hiểu thêm ha. Thâu thì mình đã có hướng dẫn cho các bạn ở đây hết rồi nè. Đó, bỏ cái ID của nhân vật vào, ID lại nằm ở đây. Đây, rồi ở đây là khu vực 1, đây là số, đây là bạn muốn thâu cái gì thì thâu. Đó, rồi mã thì mình sẽ để ở dưới.
Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nhớ like và share ủng hộ mình nha. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn. Rồi, quà quá trời luôn. Con game có tiền không biết để làm gì. Phải. Đấy, bye bye, chào tạm biệt.